Sử dụng mạng xã hội, đặc biệt là Facebook, chúng ta luôn quan tâm là cái cách phân phối của Facebook nó như thế nào. Điều này ảnh hưởng rất nhiều từ cái thuật toán được thiết lập của Facebook. Thì thuật toán đó là gì? Mời các bạn cùng xem video clip. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của Tân Nguyễn Marketing. Và ở video clip này chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái thuật toán của Facebook được cập nhật năm 2023. Thì đầu tiên chúng ta sẽ đi tới cái khái niệm là thuật toán Facebook là gì. Thì không chỉ là Google có thuật toán mà cả Facebook nó cũng có cái thuật toán riêng rất là phức tạp. Thuật toán của Facebook hay còn được gọi là Facebook Algorithm là cái vấn đề đau đầu thực sự đối với là nhiều nhà quản lý fanpage, nhiều nhà quảng cáo. Một trong những cái thuật toán quan trọng nhất của Facebook Algorithm là Ad Rank ha, Tân sẽ nói cái từ này lại. Ad Rank được xem là nhân tố quan trọng hàng đầu để thực hiện Facebook Marketing mà mọi marketer đều biết. Thuật toán Ad Rank là tập hợp các cái phép toán với nhiều biến khác nhau. Nó xác định nội dung nào được hiển thị trên Newsfeed của mỗi người dùng, tùy vào nội dung mà họ quan tâm. Điều này có nghĩa là thông qua thuật toán này, Facebook quyết định câu chuyện, nội dung, ấn phẩm nào sẽ xuất hiện trên mỗi bản tin mà bạn theo dõi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi tới cái vấn đề là làm sao thuật toán của là Facebook biết được nội dung được ưa thích bởi là người dùng. Ok. Thì mọi hành động của người dùng đều được thống kê để hỗ trợ việc hoạt động thuật toán của là Facebook. Từ việc bình luận trên là một cái bức ảnh, thích một cái bài đăng hoặc là đăng video, tất cả những dấu hiệu này sẽ cho thuật toán Facebook biết bạn có thể quan tâm hoặc không quan tâm điều gì. Sau tất cả, Facebook như một doanh nghiệp và khách hàng là tất cả các hồ sơ trang cá nhân. Mục tiêu của Facebook là giữ cho mọi khách hàng của mình hài lòng và đảm bảo người dùng chỉ nhận được thông tin có giá trị. Họ sẽ hiển thị nhiều hơn những nội dung bạn đã xem để tương tác. Các bạn sẽ nắm được là Facebook sẽ là ưu tiên hiển thị những cái nội dung trên cái new feed của các bạn thông qua những cái việc mà bạn tương tác thường xuyên như vậy. Điều này sẽ giúp cho tăng cái trải nghiệm người dùng. Các bài đăng liên quan này sẽ nhận được nhiều cái tương tác hơn so với các nội dung mà bạn không quan tâm. Bây giờ chúng ta sẽ đi tới là thuật toán của là Facebook hoạt động như thế nào. Đầu tiên chúng ta sẽ hiểu về thuật toán là Affinity Score. Rồi, Affinity Score là hệ thống điểm dựa trên sự thân thiện, gần gũi của bạn đối với người nào đó. Ví dụ bạn theo dõi một ai đó, bình luận, xem bài post của họ. Sau đó bạn sẽ liên tục thấy các cái bài viết, story của họ trên Newsfeed. Khi bạn gửi các tín hiệu tích cực, quan tâm cá nhân hay là fanpage, thuật toán sẽ ghi nhận và sắp xếp kết quả trên Newsfeed của bạn theo những cái hành động đó. Sự thân thuộc này mang tính một chiều. Tức là nếu bạn ghé thăm thường xuyên trên trang cá nhân ai đó, Newsfeed của họ sẽ không tăng khả năng hiển thị tin tức của bạn. Có nghĩa là họ phải tương tác lại với bạn thì mới có thể là thấy được cái bài của bạn. Còn không thì bạn sẽ thấy một chiều từ phía họ mà thôi. Tiếp theo là S-way. Đối với S-way thì là trọng số của S là công thức cơ bản quyết định cái loại nội dung nào có khả năng xuất hiện nhiều hơn trên Newsfeed. Không có thang điểm nhất định cho S-way. Tuy nhiên sẽ có xu hướng đối tượng có trọng số S cao hơn những loại nội dung khác. Hình ảnh, video, link là ba loại nội dung có S-way cao nhất. Theo đó, các doanh nghiệp có thể đẩy mạnh đầu tư những loại nội dung này để giao tiếp với khách hàng tốt hơn trên Facebook. Mỗi người sẽ có S-way khác nhau. Ngoài ra, bạn cũng nên lưu ý những yếu tố chính trị tiềm ẩn đối với là S-way. Thứ ba đó chính là type of content. Thuật toán của Facebook dựa vào chất lượng của các bài viết. Yếu tố này đã được Facebook đưa vào gần đây để chống lại việc clickbaiting. Đây còn gọi là mồi cho nhấp chuột. Đây là cái hành động tạo nội dung, hình ảnh gây tò mò, liên kết, lôi kéo người dùng nhấp vào nhằm kiếm tiền hoặc tăng lượt xem cho website. Tuy nhiên, khi nhấp chuột vào, người dùng sẽ thất vọng vì nội dung không mấy thú vị, cảm thấy như bị lừa, lãng phí thời gian. Một số cái tiêu đề sử dụng clickbaiting, ví dụ như là bí quyết để diễn viên X giảm được 20 kg trong một tháng, hay là chỉ 30.000 một ngày có ngay một tuyệt chiêu khiến chàng đắm say. Các bạn hãy bấm vào nút subscribe, đăng ký và sau đó bật chuông thông báo tất cả để nhận được những video mới nhất từ Tân. Đây là những cái loại nội dung mà câu mồi, không để lại những cái giá trị đối với là người xem. Để tăng hiển thị tương tác tốt nhất, bạn nên cung cấp nội dung thú vị. Hãy tạo những nội dung giá trị, hữu ích cho đối tượng mục tiêu của bạn và cân nhắc ngôn ngữ để không rơi vào trạng thái clickbaiting. Những dạng nội dung được chấp nhận tốt trên mạng xã hội là video. Mục tiêu là cạnh tranh với là YouTube. Hiện nay nó đang phát triển quá để cạnh tranh với YouTube. Những video livestream trực tiếp để cạnh tranh với là Periscope, hình ảnh hay là ảnh GIF. Đó là những cái mà bạn cần quan tâm. Tiếp theo là tương tác. Thì bạn sẽ phải đưa vào thực tế cái tính nguyên bản khi bạn tạo ra nội dung. Mạng xã hội này xem xét ấn phẩm có tỷ lệ tương tác cao của Facebook. Thứ tự liên quan như sau. Số lượt share của bài viết là ưu tiên đầu tiên. Giá trị của mỗi comment là ưu tiên thứ hai. Số lượt thích, phản hồi tương tác trên bài đăng là ưu tiên thứ ba. Nếu bạn có số lượng người theo dõi trên trang Facebook ít, đây chưa hẳn là điều không may, vì khi có nhiều người theo dõi, mức độ tương tác trên bài đăng của bạn càng thấp. Ví dụ bạn có 20.000 người hâm mộ nhưng không có ai trong số họ tương tác với nội dung của bạn, thì tác động lên Facebook algorithm, lên thuật toán Ad Rank của trang Facebook của bạn là tiêu cực. Tiếp theo đó là reason. Reason, yếu tố thời gian vô cùng quan trọng đối với là thuật toán Facebook. Trên trang của người theo dõi bạn sẽ hiển thị các bài post gần đây nhất trên Newsfeed mới nhất. Tuy nhiên, điều này sẽ thay đổi khi Facebook xem xét ưu tiên các bài viết được quảng cáo hoặc các bài viết về những kỷ niệm mà Facebook mang lại bằng cái tính năng on this day, là cái ngày hôm nay ở năm trước hay là 2 năm trước hay 3 năm trước như thế nào. Một lưu ý khác mà bạn cần lưu ý đó chính là hãy sáng tạo và đừng đưa cái nội dung thường xuyên. Có nghĩa là cái nội dung bạn post mà đừng quá nhiều, có nghĩa là một ngày không quá 5 bài post ha. Đó là cái lời khuyên của Facebook, tại vì bạn post nhiều quá thì nó hiện lên newsfeed của người ta nhiều quá thì người ta cũng không có thích đâu ha. Nên mỗi ngày cao lắm mỗi ngày là 3 bài là được ha. Vì Facebook sẽ không đánh giá cao điều này, bạn có thể sẽ bị phạt, hạn chế hiển thị vì spam nội dung. Rồi, tiếp đó là sự đa dạng. Gã khổng lồ mạng xã hội này yêu thích sự đa dạng của các bài post. Trên Facebook, fanpage của bạn có hầu hết các loại nội dung khác nhau thì nó sẽ tốt hơn cho bạn. Hãy đa dạng cho trang fanpage hay là cái Facebook cá nhân bằng các nội dung text, ảnh, video, livestream, ảnh GIF, sự kiện, chia sẻ liên kết. Đó, nó sẽ rất là hay cho bạn. Ok, tiếp nữa chúng ta sẽ đến với là chất lượng điểm của liên kết Facebook. Facebook không đặc biệt thích việc chia sẻ các cái liên kết bên ngoài. Cái việc là bạn share link từ những cái nền tảng khác, từ website, từ các YouTube, các kiểu thì nó không có ưu tiên việc này. Thuật toán của Facebook khuyến khích người dùng không rời khỏi mạng xã hội. Tuy nhiên, đối với loại nội dung này, bạn nên post các bản cập nhật với tỷ lệ tương tác cao và tỷ lệ thoát thấp. Nếu mạng xã hội Facebook nhận ra bạn đang đăng một bài viết bao gồm một liên kết bên ngoài, Bài viết này có nhiều lượt chia sẻ, nhưng người dùng lại không dành quá nhiều thời gian cho trang mạng xã hội này nữa, trang của bạn có thể bị Facebook phạt. Có nghĩa là bạn đăng một cái đường link mà ở nội dung bên ngoài mà nó lại khiến cho người ta chạy ra nội dung đó, đọc thông tin nhiều hơn và ở lại cái nội dung đó lâu hơn, thì nó sẽ nói là cái nội dung này ảnh hưởng tới cái thời gian khách hàng của họ ở trên Facebook, nên là nó sẽ không thích điều này, nên là bạn sẽ bị phạt vì điều đó. Nên là hãy lưu ý. Một khuyến nghị nếu bạn muốn là đảm bảo trang Facebook phát triển bền vững hơn là hãy đầu tư vào việc quảng cáo Facebook. Nên quảng bá bài đăng của mình và thực hiện các cái chiến dịch quảng cáo với dịch vụ quảng cáo Facebook. Bởi suy cho cùng Facebook cũng như một doanh nghiệp, họ cũng khuyến khích ưu tiên cho những người đầu tư vào nền tảng riêng của mình. Nếu bạn chi tiền cho Facebook, việc chia sẻ các link bên ngoài như là website, landing page cũng dễ hơn và được đánh giá chất lượng cao hơn. Rồi tiếp nữa chúng ta sẽ là kiểm tra điểm AdTrend như thế nào. Các Facebook algorithm đều được giữ bí mật, đồng thời được thay đổi thường xuyên để phù hợp với người dùng. Mục tiêu của trang mạng xã hội này đó chính là cái việc mà thay đổi và cập nhật liên tục như thế. Do đó bạn có thể nói là khó kiểm tra được cái điểm AdTrend cho trang của bạn. Thay vào đó bạn có thể ước lượng được cái điểm AdTrend dựa vào những cái thành tố ảnh hưởng đến nó như là Affinity Score, S-way, type of content, ví dụ như vậy. Thì hãy sáng tạo bài viết chất lượng, hữu ích, tạo tương tác tốt để đạt được điểm AdTrend tốt nhất. Bạn có thể đo lường tương đối tác động của AdTrend thông qua số người tiếp cận, tương tác bài đăng của bạn. Đó là những gì liên quan tới thuật toán của Facebook được cập nhật mới nhất năm 2023 mà Tân vừa chia sẻ với các bạn. Hãy giúp Tân bấm subscribe, đăng ký kênh để ủng hộ tinh thần cho Tân tiếp tục ra những video hướng dẫn về marketing online dành cho các bạn. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video khác.